Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 290. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chân. Biên tập: Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 29 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Lòng chúng phần kệ tụng bài thứ tư. Vô lượng vô biên quốc độ chúng, Phật năng linh nhập nhất mau khổng, Như Lai an tọa bỉ hội trung, thử diễm khẩu long chi sở kiến. Đây là Diễm Khẩu Long Dương. Trong phần văn trường hàng ở trước, chúng ta thấy pháp môn Ngài tu học chứng quả là phổ hiển vô biên Phật thế giới, kiến lập sai biệt giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Tán tụng chính là báo cáo tu học của Ngài. Những gì trong này nói chính là trong Kinh điển Đại Thừa thường nói: cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Đây là tình huống chân thật giữa vũ trụ. Thông thường như chúng ta không sao lý giải được. Nguyên nhân do chúng ta chấp trước vào không gian ba chiều, không thể đột phá tầng không gian, không thấy được chân tướng sự thật. Những gì trong bài kệ nói là cảnh giới sự sự vô ngại mà Đại sư Thanh Lương nói. Sự sự vô ngại chính là không thể nghĩ bàn. Vô lượng vô biên quốc độ chúng, chúng là chúng sanh, quốc độ là y báo, chúng sanh là chánh báo của hữu tình. Số lượng không sao tính kể được. Không những con người chúng ta không tính kể được, cho dù máy tính tiên tiến nhất của thế gian hiện nay cũng không tính ra được. Trong kinh Đức Phật thường nói với chúng ta, dù chư Phật Như Lai cùng nhau tính toán, thời gian là vô lượng kiếp, còn phương pháp nào tính được chăng? Vẫn không có cách. Đây là lời nói chân thật. Nói rất thật tình. Thế giới vô lượng vô biên,
chúng sanh vô lượng vô biên. Nhưng chúng sanh quốc độ rộng lớn phức tạp như vậy, Phật năng linh nhập nhất mau khổng. Mau khổng là nhỏ, lỗ chân lông của sợi lông này, đây là nhỏ nhất trong chánh báo. Có lẽ chư vị học Phật đã từng nghe Phật Pháp thường nói giới tử nạp tu di. Điều này đã không thể nghĩ bàn rồi. Vậy mà cảnh giới này còn vi diệu hơn cảnh giới kia. Giới tử là hạt cải, hạt cải lớn khoảng bằng hạt mè vậy, lớn như hạt mè vậy. Núi Tu Di, ngọn núi này rất lớn, đặt ngọn núi Tu Di vào trong hạt cải. Hạt cải không phóng to, núi Tu Di không thu nhỏ. Thử hỏi làm sao để đặt vào được. Đây đã là cảnh giới không thể nghĩ bàn. So với điều này thì đó chỉ là học trò gặp sư phụ, có đáng gì đâu. Lỗ chân lông nhỏ hơn nhiều so với hạt cải, quá sức nhỏ. Vô lượng vô biên chúng sanh quốc độ trong mười phương, há núi Tu Di có thể sánh chăng? Vì sao có thể đặt nó vào trong lỗ chân lông? Lỗ chân lông không phóng to, vô lượng vô biên chúng sanh quốc độ không thu nhỏ, làm sao có thể đặt vào được? Nhưng thật sự là đặt vào được. Phàm phu chúng ta không biết. Phật như vậy, thử hỏi trong đầu sợi lông của chúng ta có cảnh giới này chăng? Trong lỗ chân lông của chúng ta có cảnh giới này chăng? Có, nhất định có. Phật có, chúng ta cũng có. Phật có, Phật biết, Phật thấu triệt, Ngài có thể nhìn thấy. Chúng ta có, không biết. Không những chúng ta không nhìn thấy, đến cảm giác đều không cảm giác được. Đây là thật. Nếu không phải thật, sao trong kinh Đức Phật nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt? Do đó chúng ta hiểu nhà Phật nói về khai ngộ, nói về mê hoặc. Mê hoặc là gì? Là không hiểu rõ chân tướng sự thật. Trong đầu chân lông và lỗ chân lông của chúng ta đều hàm chứa vô lượng vô biên chúng sanh quốc độ. Vì thế như vị cổ đức nói đến giảng sanh. Giảng sanh nghĩa là sao? Tranh tức quyết định sanh, đi tức thật không đi. Phải chăng quý vị giảng sanh cực lạc, nhất định giảng sanh, có đi chăng? Không đi. Vì sao không đi? Thế giới Tây Phương cực lạc ở ngay đầu sợi lông này của tôi, ngay trong lỗ chân lông này của tôi. Thế nào gọi là sanh? Thật sự nhìn thấy được thế giới Tây Phương cực lạc thực sự đã hiện tiền. Nếu chúng ta nói điều này với hàng sơ học, dù nói sao cũng không thể thông suốt. Trong suy nghĩ của họ, đây vốn là điều không thể.
đừng nói là lỗ chân lông, chứa đựng vô lượng vô biên thế giới. Ly trà lớn như vậy, quý vị có thể đặt chiếc tivi vào chăng? Điều này đều không làm được, vậy thì còn nói gì nữa? Chúng ta không có năng lực để làm điều đó. Nhưng có một hạng người quả thực có năng lực làm điều này. Nhà ảo thuật làm được. Làm xiếc. Chúng ta biết ảo thuật có thể làm được. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Thì ra hư không pháp giới, đầu sợi lông và lỗ chân lông đều là huyễn hóa. Nó không phải thật, thật sẽ không làm được, là huyễn hóa. Điều gì là huyễn hóa? Tự tánh là huyễn hóa. Lỗ chân lông cũng là tự tánh. Hư không pháp giới vẫn là tự tánh. Trong tự tánh không có lớn nhỏ, cho nên có thể dung nạp, không có lớn nhỏ. Có lớn nhỏ tức không thể dung nạp. Trong tự tánh không có lớn nhỏ, trong tự tánh không có đến đi. Hay nói cách khác, không có khoảng cách, không có trước sau. Trước sau là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện tại có thể đặt vào trong thời gian quá khứ. Quá khứ cũng có thể đặt trong hiện tại. Vị lai cũng có thể đặt trong hiện tại. Nó không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là chân tướng của nhân sinh vũ trụ mà trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói với chúng ta. Đức Phật muốn chúng ta tự thân chứng được chân tướng này. Tự thân ta chứng được, như vậy mới gọi là chứng quả. Chúng ta nghe Phật nói như vậy, chúng ta tin lời Phật nói là thật, không phải giả. Nhưng rốt cuộc ta vẫn chưa chứng được. Vậy quý vị vẫn là phàm phu. Nếu chứng được, quý vị chính là thánh nhân, không phải phàm phu. Chân tướng sự thật này mỗi người đều có thể chứng được. Vì sao quý vị không chứng được? Chính là vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng niệm chúng ta quá nhiều. Sự khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân, thánh nhân không có vọng tưởng. Hay nói cách khác, người có vọng tưởng là phàm phu, người không có vọng tưởng là thánh nhân, là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có ý niệm. Làm sao buông bỏ triệt để vọng tưởng của mình? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, có thể chiếu kiến giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Chiếu kiến là không có vọng tưởng, không có ý niệm mới là chiếu kiến.
Đây là công phu chân thật. Chúng ta tu tịnh độ, niệm Phật A-di-đà, cũng lấy điều này làm mục đích tối hậu. Phần công phu niệm Phật thành ba bậc. Thấp nhất là công phu thành phiến, cao hơn một bậc gọi là sự nhất tâm bất loạn. Cảnh giới này là cảnh giới của lý nhất tâm bất loạn. Quý vị có thể niệm đến lý nhất tâm. Hôm nay ta xem kinh văn chính là cảnh giới hiện tượng của mình. Ta hoàn toàn nhìn thấy, hoàn toàn minh bạch. Nếu chưa đến lý nhất tâm, đó chỉ là nghe Phật nói như vậy. Chúng ta có lòng tin với Phật, tin Phật không nói dối, Phật không gạt chúng sanh. Lời Phật nói là thật, chỉ là chúng ta có phiền não che khuất tự tánh, không thấy được chân tướng này. Chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này để khẳng định. Không phải cảnh giới của chính mình. Chúng ta thấy Diễm Khẩu Long Dương, Diễm Khẩu Long Dương là cảnh giới này. Ngài không phải Phật Bồ Tát hóa thân, vậy Ngài là ai? Nếu Ngài thật sự là trong lục đạo, rồng trong đường súc sanh, Ngài không có năng lực này. Bởi vậy quý vị vừa xem kinh văn này là hiểu ngay, do chư Phật Như Lai hóa hiện. Người đáng dùng thân Long Dương để độ liền hiện thân Long Dương, mà vì họ nói pháp chẳng phải rất rõ ràng minh bạch ư? Bài kệ này quan trọng nhất là câu thứ ba: Như Lai an tọa trong hội này. Như Lai là tượng trưng khu vực giáo hóa của Phật khắp đại thiên thế giới. Nếu xưng Như Lai này là Di Đà Như Lai, xưng Tỳ Lô Giá Na Như Lai, vậy thì ý nghĩa này càng rộng. Cõi nước của tất cả chư Phật trong tận hư không biến pháp giới đều ở trong đó, gọi là ngồi trong đầu sợi lông chuyển đại pháp luân, chính là ý nghĩa này. Chúng ta lãnh hội tường tận từ chỗ này sẽ lãnh ngộ được một vấn đề, đó chính là chư Phật Như Lai tồn tại khắp mọi nơi. Cho nên Bồ Tát tu hành Phổ Hiền cùng kính tất cả. Vì sao vậy? Vì chư Phật Như Lai hiện diện khắp mọi nơi. Chân thành cung kính, không được gián đoạn dù chỉ trong sát na. Gián đoạn liền thất kính, lễ kính không còn nữa.
Hôm nay chúng ta đối diện với hình tượng của Phật Bồ Tát, sanh tâm cung kính. Không có hình tượng Phật Bồ Tát, tâm cung kính không còn, liền phóng dật, vọng niệm sanh khởi. Như vậy làm sao có thể thành vô thượng đạo? Dụng tâm của Bồ Tát Phổ Hiền là tận hư không biến pháp giới, xưa nay chưa từng gián đoạn. Một giây một tơ hào đều không gián đoạn, đó gọi là hạnh Phổ Hiền. Bởi vậy trong kinh điển Đại Thừa mới nói Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền không thể viên thành Phật đạo. Đạo lý là đây, hạnh Phổ Hiền là tánh đức viên mãn hiển lộ. Chư vị cổ đức đều xưng kinh Hoa Nghiêm là nhất thừa liễu nghĩa, cũng là kiến lập từ trên ý nghĩa này. Do đây có thể biết tánh đức và lương tri lương năng của chúng ta biến khắp vũ trụ. Biến mãn toàn thân chỉ là bản thân bị phiền não che khuất, thật đáng thương. Mê thất tự tánh, mới khiến cho dung sắc u ám như hiện nay vậy. Vô lượng vô biên trí tuệ, đức tướng không thể hiện tiền. Sự tu học của Diễm Khẩu Long Dương gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Khiến cho chúng ta từ pháp môn tu học của Ngài, từ trong kệ tụng của Ngài, dần dần thấu rõ chân tướng sự thật. Từ đây dũng mãnh tinh tấn, không dám giải đãi. Đoạn ác tu thiện, thiện ác này không phải thập thiện, không phải ngũ giới. Ngũ giới thập thiện là tiêu chuẩn thiện ác thấp nhất, ở đây nói là tiêu chuẩn cao nhất. Tiêu chuẩn cao nhất là vô minh, là vọng tưởng. Vô minh và vọng tưởng đều không còn, do đó tánh đức mới hiện tiền. Đây là đại ý mà Diễm Khẩu Long Dương nhìn thấy được. Nếu chúng ta phát tâm tu học, chính là hạnh Phổ Hiền. Còn cứu cánh hơn, viên mãn hơn Đại Thừa Bồ Tát,
Đại Thừa Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Chúng ta xem tiếp bài kệ bên dưới. Nhất thiết chúng sanh sừng nhuế tâm, triền cái ngu si thâm nhược hải, Như Lai từ mẫn giai trừ diệt, Diễm Long quán thử năng minh kiến. Diễm Long Dương, ở trước chúng ta thấy pháp môn tu học chứng quả của Ngài, Ngài là đắc nhất thiết chúng sanh, sân si cái triền, Như Lai từ mẫn linh trường diệt giải thoát môn. Diễm khẩu Long Dương, hiển thị chân tướng của nhân sinh vũ trụ, tu học và báo cáo của Diễm Long Dương giúp chúng ta đoạn trừ chướng ngại, chứng được cảnh giới của Như Lai quả địa. Trong văn Trường Hàn và Kệ Tụng hiển thị cho chúng ta thấy về tam độc phiền não tham sân si. Ngày nay chúng ta gọi là dụng công, gọi là tu hành. Bất luận tu học pháp môn nào, không kể là hiển giáo hay mật giáo, là tông môn hay giáo hạ, tám vạn bốn ngàn pháp môn, bất cứ một pháp môn nào đều phải đoạn phiền não. Không đoạn phiền não làm sao có thể thành tựu? Người niệm Phật vì sao không thể giảng sanh? Vì chưa đoạn phiền não. Rốt cuộc pháp môn niệm Phật thù thắng hơn các pháp môn khác ở đâu? Các pháp môn khác phải đoạn phiền não mới có thể thành tựu, mới có thể chứng quả. Điều này trong tất cả kinh điển thường nói đến. Đoạn kiến tư phiền não mới có thể siêu diệt luân hồi lục đạo. Điều này không dễ. Cửa ải đầu tiên trong kiến tư phiền não là thần kiến. Chúng ta chấp trước thân này là tôi, coi như xong, không qua được cửa ải đầu tiên. Quý vị còn có thành tựu gì nữa? Quý vị thường nghĩ xem, được mấy người tu hành giác ngộ, thân này không phải ta, có mấy người giác ngộ, giác ngộ được thân này không phải ta, người này được cứu. Vì sao công phu niệm Phật của chúng ta không thể thành phiến? Chính là vì chấp trước thân này là ta.
giống mảnh tinh tấn niệm Phật suốt một đời đều không thể giảng sanh. Không tìm ra nguyên nhân thật sự, phàm là người niệm Phật giảng sanh, giới hạn thấp nhất là họ không còn chấp trước thân này là ta, gọi là thân tâm thế giới buông bỏ tất cả. Đây gọi là đối nghiệp giảng sanh. Thân tâm thế giới đều buông bỏ, còn mang theo nghiệp gì? Mang theo biệt nghiệp, mang theo vọng tưởng, mang theo nghiệp này. Chấp trước thô nặng không còn, còn chấp trước di tế chưa đoạn. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu không phải pháp môn này, dù phá được thân kiến vẫn không ra khỏi tam giới. Phá được thân kiến chỉ là chứng tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàn, tứ quả La Hán mới có thể vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhưng pháp môn niệm Phật chỉ cần có chút công phu như thế, có thể nhờ oai thần bốn nguyện của Phật gia trì liền được xuất ly. Đây là sự thù thắng của pháp môn này. Chúng ta người người đều có thể giảng sanh. Tổ sư Đại Đức thường nói, vạn người tu, vạn người đi. Lời này là thật, nghĩa là nói rõ ràng rằng chúng ta nhất định có thể làm được. Còn như đời này ta vẫn không thể giảng sanh, vậy là do ta chưa làm được điều này. Ta không thể trách Phật, không thể trách Bồ Tát, không thể trách Tổ sư Đại Đức, chỉ có thể trách bản thân không nghe lời, không siêng năng thực hành. Không thể buông bỏ thân kiến. Tám mươi tám phẩm kiến hoặc, chỉ cần phá vài phẩm là được, chứ không phải phá hết. Quý vị xem điều này phương tiện biết bao. Phá hết không phải chuyện dễ. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, năm loại lớn này chỉ cần phá thân kiến. Phá thân kiến, thân kiến là gì? Tôi thường nói là tự tư tự lợi. Đây là thân kiến. Phải sửa đổi ý niệm này, tuyệt đối không được tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì người khác. Chúng ta chuyển đổi ý niệm này, như vậy niệm Phật nhất định giảng sanh. Hôm nay ta niệm Phật là vì chúng sanh, không phải vì bản thân. Bản thân không còn nữa, thân thể này ở thế gian là gì? Để phục vụ hết thảy chúng sanh. Nó là công cụ, nó không phải ta. Chuyển được ý niệm này, chúng ta phá được thân kiến.
tất cả việc chúng sanh, việc làm thành tựu, chúng sanh có phước, chúng ta hoan hỷ. Việc làm không thành công, chúng sanh không có phước, không liên quan đến mình. Mình không áo não, không buồn bực, không hối hận. Xem xét, tìm tòi từ đây. Cũng từ đây thực sự chuyển đổi nó. Tu hành chứng quả. Trong hơn 2.000 năm này, trong Phật giáo, thật vậy, nói đến sự thành tựu thì người Trung Quốc thù thắng nhất. Người xưa hiểu rõ lý lẽ, thực hành, đối với hưởng thụ của danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần đều rất đạm bạc. Đây chính là công phu. Có thể buông xuống. Bây giờ tu hành so với ngày xưa, nói từ phương diện nhân duyên, quả thực vô cùng phương tiện. Nhưng thành tựu lại thua xa ngày xưa. Nguyên nhân này ở đâu? Dòng ngã chấp quá nặng, tâm tự tư tự lợi quá nặng. Thêm vào đó là sức cám dỗ của ngũ dục lục trần. Tâm luôn dao động. Thấy người ta có điều này tốt, lập tức muốn được như vậy. Nhìn thấy cái kia hay, cũng muốn có được. Tâm luôn bị ngoại cảnh xoay chuyển, họ không làm chủ được. Vì sao vậy? Luôn luôn vì cái tôi, lợi ích của tôi, còn đặt nó lên vị trí hàng đầu. Ngã chấp của họ ngày ngày tăng trưởng, không hề phai nhạt. Vì thế công phu tu hành không đắc lực, nỗ lực suốt một đời vẫn trầm luân trong luân hồi sanh tử. Nguyên nhân là đây. Chúng ta không thể không biết. Chúng ta thấy người ta đạt được lợi ích lớn đến đâu không liên quan đến mình. Tuyệt đối không hâm mộ, tuyệt đối không mong cầu. Tâm vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn như như bất động. Nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên tâm thanh tịnh, phan duyên tâm trôi nổi. Tùy duyên là Bồ Tát hạnh, phan duyên là phàm phu hạnh. Làm sao có thể chuyển phàm thành thánh? Cũng ở nơi điểm này. Điều này đối với người tu hành bây giờ thì khó khăn vô cùng. Khởi tâm động niệm đều tùy thuận theo tập khí phiền não, không hay biết.
vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình làm chủ, họ còn có thành tựu gì? Một ngày niệm 10.000 câu Phật hiệu, niệm 20.000 câu Phật hiệu cũng vô ích. Cổ nhân nói hét bể cổ họng cũng uổng công. Người thật sự giác ngộ phải chuyển ý niệm từ nội tâm. Ý niệm này vừa chuyển, một câu Phật hiệu liền thành công. Trong kinh điển nói rằng một niệm 10 niệm có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì họ đã chuyển được cảnh giới. Có thể thấy không chuyển được ý niệm này, 10.000 hay 20.000 danh hiệu Phật đều vô dụng. Điều này cần phải có công phu chân thật. Phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có tham sân si mạn. Chúng ta sống trong đời, đối nhân xử thế tiếp vật, những khởi tham sân si mạn. Quý vị có thể cảm nhận được, đây gọi là giác ngộ. Bất luận là đời sống hay là giao tiếp, ý niệm vừa khởi lên có tham sân si mạn, lập tức nhận ra. Đây gọi là thị giác. Khi đã giác ngộ, ý niệm lập tức tiêu trừ, không còn khởi lên nữa. Đây gọi là công phu. Đây gọi là tu hành. Ta sửa đổi hành vi sai lầm của mình. Tu hành là tu bằng phương pháp này. Người có công phu đắc lực, người biết tu hành, ngay nơi chỗ khởi tâm động niệm, hạ công phu ở đây, gọi là tu từ căn bản. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật. Biết hạ công phu từ đâu? Làm sao để niệm đến công phu thành phiến? Nhất định nắm chắc chuyện giảng sanh. Hai câu đầu trong kệ tụng, đây là nói bệnh căn của chúng ta. Tâm sân nhuế của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là lục đạo chúng sanh trong cõi nước, chư Phật khắp mười phương. Trong tứ thánh pháp giới không có tham sân si mạn. Tâm tham sân si mạn không còn. Ý niệm không còn, nhưng vẫn còn tập khí tham sân si mạn. Tập khí khó đoạn. Đoạn tận tập khí tham sân si mạn, họ không còn ở trong mười pháp giới, mà đến nhất chân pháp giới. Chúng ta phải biết sự nghiêm trọng của vấn đề này, đặc biệt là tâm sân nhuế được đặt ở trước. Sân nhuế nghiêm trọng nhất, tâm sân nhuế đọa địa ngục. Tâm sang tham đọa ngạ quỷ, ngu si đọa súc sanh.
không đoạn tận tham sân si, nhất định đọa vào ba đường ác. Ba loại phiền não này có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau. Có một loại nhất định có hai loại kia. Đối với vấn đề quý vị đọa vào đường nào, còn phải xem những gì quý vị phạm là nặng hay nhẹ. Triền, cái, ngu si sâu như biển. Triền là trói buộc, cái là chướng ngại. Hai chữ này đều là đại danh từ của phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Trói buộc che khuất chân tâm tự tánh của chúng ta, khiến cho tánh đức của chúng ta không hiển lộ ra được. Gốc của tham sân si là gì? Là giới định tuệ trong tánh đức. Một người giác ngộ, tham chuyển thành giới. Sân chuyển thành định, si chuyển thành tuệ. Gọi là phiền não tức bồ đề, cùng một sự việc, không phải hai. Lúc mê hoặc điên đảo gọi là tham sân si, khi đại triệt đại ngộ gọi là giới định tuệ. Do đây có thể biết phàm thánh và mê ngộ đều chỉ trong một niệm. Một niệm giác, phàm phu thành Phật. Chuyển phàm thành thánh. Một niệm mê, tự tánh của chúng ta đọa vào trong tam đồ. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải thật. Bởi vậy Đức Phật mới nói vô lượng vô biên quốc độ chúng. Đức Phật có thể khiến nhập vào trong lỗ chân lông. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là mộng huyễn bào ảnh. Huyễn tướng, tướng có thể không. Sáu trăm quyển Đại Bát Nhã đã nói mấy ngàn lần, trên vạn lần. Đức Phật nói vô sở hữu, bất khả đắc. Lời này là thật. Y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới vô sở hữu, bất khả đắc. Không có sở hữu ta cho rằng có, vậy là sai. Sao ta lại ngộ nhận cho rằng có? Là do huyễn giác và cảm nhận sai lầm, từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị sanh ra. Bất khả đắc, vậy mà quý vị muốn đạt được, thử hỏi có khổ chăng?
lục đạo chúng sanh ai không suy tính được mất hơn thua? Được mất hơn thua chính là triền cái ngu si. Ba chữ sau là hình dung: sâu như biển. Điều này nói rất chính xác. Lục đạo chúng sanh quả thật là như vậy. Tập khí phiền não sâu như biển. Như Lai từ bẩn đều từ diệt. Nhà Phật dạy học, mọi người đều thường nghe nói đến từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Vì sao Phật giáo hóa những chúng sanh si mê sâu như biển này? Chúng sanh không dễ dạy. Ta dùng tâm tốt đối với họ, họ dùng ác tâm đáp trả. Quý vị nói, ai bằng lòng dạy họ? Người thiện của thế gian không chịu dạy. Tâm tốt không đạt được báo tốt. Hàng vị thừa của xuất thế gian không muốn dạy. Hàng vị thừa thoái tâm. Chỉ có Phật và Đại Bồ Tát có tâm đại từ bi, không từ bỏ chúng sanh. Quý vị hủy bán Phật, sỉ nhục Phật, hãm hại Phật, chán ghét Phật, Ngài vẫn dạy quý vị. Đây gọi là đại từ đại bi. Chúng sanh không biết cảm ơn đội đức, nhưng Phật không hề chán ghét. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Từ đây chúng ta cũng có thể lãnh hội một cách rõ ràng. Ngày nay trên thế giới này, thực sự phát tâm chăm sóc chúng sanh là Bồ Tát gì? Không phải Bồ Tát bình thường. Bồ Tát bình thường không chịu làm, là Bồ Tát Phổ Hiền. Phật giáo Đại Thừa nói, Địa Tạng, Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, những vị Bồ Tát này không từ bỏ chúng sanh. Họ đúng là đại từ đại bi, không sợ chúng sanh sỉ nhục, không sợ chúng sanh hủy bán. Biết họ ngu si, biết họ đáng thương. Tuy trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, đời này gặp được Phật Pháp, gặp được thiện hữu, đời này không phải đến học đạo một cách thuận phục. Đời này họ có thể thành tựu chăng? Điều đó vẫn ở nơi bản thân họ. Khi nào họ thật sự tỉnh ngộ, sám hối, biết mình sai, thật sự quay đầu, quay đầu là bờ. Đại Bồ Tát tuyệt đối không từ bỏ cơ hội khiến cho chúng sanh quay đầu. Họ không bao giờ từ bỏ. Nhưng hàng vị thừa không làm được,
Quyền giáo Bồ Tát không làm được. Như Lai Tự Mẫn làm sao giúp chúng sanh diệt trừ tham sân si? Việc này phải dựa vào giáo hóa. Chúng ta phải hiểu, tuyệt đối không phải những nghi thức của tôn giáo này, đốt hương lễ bái cầu cảm ứng, không phải. Điều đó không giải quyết được vấn đề. Cách làm này đại chúng xã hội thời nay gọi là mê tín. Họ nói người học Phật chúng ta mê tín. Chúng ta thử nghĩ xem bản thân mình có mê tín chăng? Đúng là mê tín. Lời họ nói không sai chút nào. Mê tín Phật. Phật là gì? Không biết. Phật là gì? Thờ trong chánh điện của chùa đó chính là Phật. Vậy sao được? Xem những thần tượng điêu khắc đắp nặng đó là Phật. Sai lầm. Quý vị tin Phật không biết Phật là gì, cũng không biết thế nào gọi là tin. Không phải quý vị mê tín. Vậy ai mê tín? Chưa hiểu rõ ràng vội tin tưởng nó đều gọi là mê tín. Nhưng trong Phật pháp, quý vị mê tín nhập môn không sao. Sau khi nhập môn, tìm hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị từ mê tín chuyển thành chánh tín. Nếu bản thân tiếp tục thông qua việc học tập, thế nhập vào cảnh giới trong kinh điển nói, vậy là ta từ chánh tín chuyển thành chân tín. Thế mới đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. Người chân tín là y giáo phụng hành, người này là chân tín. Chánh tín, tuy ta hiểu rõ đạo lý này, rất tin tưởng nhưng không làm được. Ta hiểu đạo lý cũng ghi nhớ giáo huấn của Phật không làm được. Không làm được không phải chân tín. Hay nói cách khác, ta không đạt được điều tốt đẹp và lợi ích chân thật của Phật pháp. Người chân tín mới đạt được. Nhất định phải làm. Trường hợp rõ ràng nhất, chư vị nhất định phải biết, tham sân si mạng chướng ngại tự tánh, chướng ngại tánh đức của mình. Trong tánh đức của chúng ta có vô lượng vô biên trí tuệ. Vô lượng vô biên năng lực. Lại nói với mọi người, có vô lượng vô biên tài bảo. Quý vị muốn phát tài, vô lượng vô biên tướng hảo, quý vị đều muốn tướng mạo mình tốt đẹp, thân thể tốt đẹp, trong tự tánh đầy đủ viên mãn. Vì sao tất cả đều không thể hiện tiền? Vì bị tham sân si mạn chướng ngại. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp này rất có hiệu quả. Quý vị muốn phát tài thì phải xả bỏ của cải, không tham của cải,
nó sẽ đến. Nếu quý vị tham của cải, vậy phải xem số mệnh quý vị có của cải chăng. Số mệnh quý vị có nhiều của cải, có được nhiều tiền tài, cũng chỉ được bao nhiêu đó, không nhiều hơn được nữa. Tiền tài đó do quý vị tu được trong đời quá khứ, không phải xứng tánh. Số mệnh không có của cải, tham lam cỡ nào cũng không đạt được. Chư vị đọc Biểu Phàm Tứ Huấn sẽ hiểu. Mỗi một lời dạy của Đức Phật đều xứng tánh. Chúng ta hoan hỷ tu bố thí tài, của cải không ngừng tuôn chảy đến. Hoan hỷ tu pháp bố thí, trí tuệ quý vị liền tăng trưởng. Hoan hỷ tu bố thí vô úy. Như thế nào gọi là bố thí vô úy? Giúp đỡ những người có khó khăn, giải quyết khó khăn cho họ, giải quyết sự thống khổ của họ, khiến thân tâm họ được an ổn. Đây là bố thí vô úy. Bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp này, nhất định phải thực hành. Ta thực hành mới đạt được lợi ích, mới đạt được điều tốt đẹp. Nếu không thực hành, làm sao ta đạt được? Quả báo không phải từ trên trời rơi xuống, không phải thần tiên ban cho mình. Phật Bồ Tát cũng không có năng lực để ban cho chúng ta. Nếu Phật Bồ Tát có năng lực này, chúng ta cần phải tu hành chăng? Không cần tu. Phật Pháp là nói cho ta hiểu về đạo lý, không nói với chúng ta chuyện mê tín. Chúng ta cầu Phật Bồ Tát là cầu các ngài dạy bảo mình. Chúng ta thông suốt đạo lý, hiểu rõ phương pháp, thực hành như lý như pháp, quả báo liền hiện tiền. Đây là Phật Pháp. Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Bồ Tát không phải thần tiên. Trước mặt thần tiên cầu ban phước cũng không phải thật. Có bao nhiêu người cầu thần tiên ban phước? Có mấy người đạt được nguyện ước? Điều này há chẳng phải rất rõ ràng ư? Là có vài người đạt được. Nếu nói người nào cầu cũng đều đạt được, vị thần đó rất linh. 100 người cầu, chỉ có 8 người, 10 người đạt được, vị thần này không linh. Vì sao ưu ái người này không coi nhẹ người kia? Do đó chúng ta mới hiểu, những gì đạt được đó là do vận mệnh sẵn có, không cầu họ cũng đạt được. Cầu mà không đạt được là do số mệnh không có, cầu chỉ hoài công. Học Phật chính là phải hiểu rõ đạo lý, tuyệt đối không được mê tín. Hiểu rõ đạo lý nhất định phải đọc kinh. Không những phải đọc kinh, trong kinh điển Đức Phật thường dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa lý. Đọc chưa đủ, phải hiểu ý nghĩa. Hiểu ý nghĩa rồi cần phải thực hành, phải làm được. Xã hội bây giờ
chư vị đều rất âu lo. Con cái bất hiếu, con cái ngỗ nghịch, vậy quý vị phải suy nghĩ xem, vì sao con cái ngỗ nghịch, vì sao chúng bất hiếu? Thử hỏi bản thân, mình có tận hiếu với cha mẹ chăng? Mình chưa tận hiếu với cha mẹ, vậy mà muốn con cái tận hiếu với mình, chẳng phải quý vị quá vọng tưởng ư? Học sinh không nghe lời thầy, không tôn trọng thầy, học sinh khó dạy. Quý vị thường nghĩ xem, mình có tôn trọng thầy chăng? Mình không tôn trọng thầy, vậy mà muốn học sinh tôn trọng thầy, điều này quả thực nói không thông. Mọi thứ đều có nhân quả. Quý vị đã hiểu rõ đạo lý này, hôm nay chúng ta làm sao có thể dạy con cái hiếu thuận cha mẹ? Học sinh có thể tôn sư trọng đạo, bắt đầu thể hiện được bản thân mình. Bản thân làm tấm gương tốt cho chúng noi theo. Làm một cách thành tâm thành ý, không được hư ngụy, không được giả vờ. Dù giả trang tốt đến mấy, nhất định có một ngày bị người vạch trần, không đáng một xu. Chúng ta làm gương cho người thấy là giáo hóa chúng sanh, bản thân tu là thật đức năng, công đức chân thật. Công đức chân thật, quả báo rất thù thắng. Đây mới thật sự vì bản thân. Dù không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đời sau nhất định cũng hưởng phước trời. Được quả báo trời người, đây mới là lợi ích chân thật. Tự lợi lợi tha, bởi vậy tất cả phải làm từ tâm chân thật, tuyệt đối không phải hư ngụy. Tiền đồ của chúng ta quang minh sáng lạng. Không từ bỏ thế gian, quý vị cũng đạt được phước báo lớn của thế gian. Không thể ở tại thế gian, có cõi trời. Hoàn cảnh của trời tứ dương không tốt lắm, có trời đao lợi. Trời đao lợi vẫn chưa lý tưởng, cao hơn vẫn có trời giả ma, vẫn có trời đâu súc. Hai mươi tám tầng trời càng lên cao càng thù thắng. Phải tu đức hạnh mới có thể sanh lên cõi trời. Căn bản đức hạnh của trời người là ngũ giới thập thiện và tứ vô lượng tâm. Suốt đời tinh tấn phụng hành ngũ giới thập thiện, khởi tâm động niệm đều không quên, tuyệt đối tương ưng với ngũ giới thập thiện. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Xả là bố thí. Xả là đoạn tâm tham, hỷ là đoạn tâm sân.
Từ bi là đoạn ngu si. Cho nên cõi trời càng lên cao, phiền não càng nhạt. Đến trời sắc giới và trời vô sắc giới, sừng nhuế không còn. Trong kinh luận Đức Phật thường nói với chúng ta, hai cảnh giới trên chính là sắc giới và vô sắc giới, không có sừng nhuế. Do đây có thể biết, chúng ta chưa đoạn ý niệm sừng nhuế, chưa đoạn ý niệm tật đố. Dù công phu tu hành tốt đến mấy, ta chỉ có thể đến được trời dục giới, không đến được sắc giới. Người của sắc giới tuyệt đối không còn sừng nhuế, tuyệt đối không còn đố kỵ. Nếu không phải Đức Phật nói cho chúng ta biết đạo lý này, chúng ta làm sao hiểu được? Làm thế nào để khiến suốt đời không sanh sân nhuế? Không sanh đố kỵ. Sau đó tiến thêm bước nữa, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không sanh khởi tham ái. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi thứ đều tùy duyên, có cũng tốt, không có cũng rất tốt. Tuyệt đối không cưỡng cầu. Tham sân si không còn nữa. Quý vị đã xem VCD nói về cư sĩ Hứa Triết ở Singapore. Bà ta làm được, vì sao chúng ta không làm được? Trong đời bà nói bà không có tâm tham, không có tâm sân nhuế, tham sân si mạng đều không có. Suốt đời chưa từng nổi giận, chưa từng oán hận ai. Khi làm việc gặp người có xung đột, bà không trách ai, quay lại sám hối chính mình, tự trách mình làm chưa đủ tốt, khiến trong lòng người khác không hoan hỷ. Tự trách mình xưa nay chưa từng nói lỗi của đối phương, cho nên bà sống lâu, bà mạnh khỏe, suốt đời không bệnh hoạn. Chúng ta học Phật quả nhiên có thể y giáo phụng hành, phải thực hành. Ngày ngày đọc và ngày ngày nói cũng vô ích, phải làm thật mới được. Tuy cư sĩ Hứa Triết không đọc kinh Phật, cũng không hiểu kinh Phật, nhưng bà làm được. Chúng ta quan sát tường tận, đích thật bà làm được ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm. Người ta khởi tâm động niệm không vì bản thân, khởi tâm động niệm đều giúp người khác. Thế gian này có nhiều người rất đáng thương, có nhiều người nghèo, nhiều người rất khổ. Bà giúp những người này, suốt đời chăm sóc người già, chăm sóc bản thân,
đối với người già và bệnh nhân giống như đối với cha mẹ mình vậy. Tận tâm tận lực chăm sóc vô cùng chu đáo, đây là công đức chân thật mà suốt đời bà tích lũy được. Bà không tiếp xúc với Phật Pháp, bà tin tưởng một cách sâu sắc ông trời luôn gia hộ cho bà, đó là thật không phải giả. Nếu bà không biết Phật Pháp, không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn bà được sanh lên cõi trời. Bà đã thay đổi tư tưởng, bây giờ niệm Phật A-di-đà nhất định được giảng sanh tịnh độ. Chắc chắn, tuyệt đối không hoài nghi. Tam chuyển Pháp Luân trong nhà Phật, ở đây bà làm chứng chuyển cho chúng ta thấy. Trong tôn giáo nói với chúng ta là làm nhân chứng, làm chứng minh. Người tu hành bắt đầu tu từ đâu? Từ ngũ giới thập thiện, từ bi hỷ xả. Trong thời đại này đừng tham nhiều, nhiều quá không nhớ hết, phức tạp quá trái lại không thể thực hành. Không tu hành tốt được điều nào, đơn giản thôi. Nắm giữ những điều này, như vậy sẽ thành công. Làm sao hoàn toàn đưa tâm hành của chúng ta vào trong thập thiện nghiệp đạo. Quả nhiên thực hành được thập thiện nghiệp đạo, chúng ta nắm chắc chuyện niệm Phật giảng sanh. Hôm nay chúng ta nhìn thấy những hiện tượng này của xã hội, nhất định phải hiểu rõ nhân duyên của nó. Nghiệp nhân gì tạo thành quả báo như thế? Nhìn từ quả sẽ biết được nhân, nhìn thấy nhân biết được quả của tương lai. Chúng ta muốn tiêu trừ duyên ác, muốn tiêu trừ duyên ác phải đoạn tận nhân và duyên ác, quả báo ác mới tiêu trừ được. Đây là giáo dục Phật giáo, giáo dục thánh hiền, giáo dục tôn giáo. Các nền giáo dục và pháp luật này của thế gian là sau khi quả báo hình thành mới làm sao để trừng phạt họ không nhận được hiệu quả. Nhất định phải biết chú trọng về phương diện nhân duyên, phải bắt đầu thực hành từ bản thân chúng ta. Như vậy mới có thể cứu được. Nho giáo nói: cách vật trí tri, tu thân tề gia. Đây là căn bản. Câu đầu tiên của Nho giáo là đoạn phiền não. Dục là dục vọng, chính là tham sân si mạng. Quý vị phải khắc phục dục vọng, khắc phục dục vọng chính mình. Đây gọi là cách vật. Cách là ví như tranh đấu kịch liệt với dục vọng, ta phải chiến thắng nó, vĩnh viễn xả bỏ mọi dục vọng.
không để ý niệm của dục vọng, hưởng thụ của ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, tuyệt đối không để những ý niệm này mọc rễ trong tâm mình. Nhưng nó đã thâm căn cố đế, làm sao nhổ bỏ gốc rễ này? Đây là phải cách dịch. Cách dịch sau đó trí tri. Trí tri là khai ngộ. Trí tuệ chân thật hiện tiền. Bởi vậy, chỉ cần có vật dục tồn tại trong tâm, tâm ta không khai mở được. Tâm mình chỉ sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Quý vị muốn giống như Đại sư Huệ Năng, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Điều này khiến người rất hâm mộ. Vì sao Ngài thường sanh trí tuệ? Vì tâm Ngài không có phiền não, không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có ngũ dục lục trần, không có tham sân si mạng. Tâm này thường sanh trí tuệ. Nếu chúng ta không nhổ sạch những thứ này, làm sao trí tuệ hiện tiền? Đây là căn bản của tu hành. Tu từ căn bản. Trí tri là khai ngộ. Nhất định phải đọc sách thánh hiền, nhất định phải thể nhập đạo thánh hiền. Trong kinh Đức Phật khuyên chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết, đó chính là tu thân. Nho giáo nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đều bao hàm trong câu Phật pháp này. Chúng ta phải biết thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết như thế nào? Đây là tự lợi, lợi tha. Đây quả thật là Bồ Tát Đạo. Đây là từ bi chân thật của chư Phật Như Lai. Thánh nhân Thế Xuất Thế Gian nói đều cùng chung một đạo lý. Diễm Long Quán Thử Năng Minh Kiến, Long Dương tu hành chứng quả trong pháp môn này, cũng chính là nói Ngài đã thực hành, Ngài đã thành tựu. Nếu chúng ta thực hành, chúng ta cũng có thể thành tựu. Nhưng nhất định phải nhớ, nếu không nhổ tận bốn loại phiền não, tham sân si mạng này, quý vị không thể thành tựu. Bất luận tu học pháp môn nào đều không phải công đức chân thật. Công đức chân thật, thành tựu chân thật, chính là suy gẫm. Kiểm điểm ở chỗ này, hành vi tập khí tham sân si mạng của mình, thử đem so với năm ngoái, phải chăng ít hơn một chút, phải chăng nhạt hơn một chút? Nhạt hơn năm ngoái, năm nay có tiến bộ. Tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, giống như năm ngoái, vậy là xong, không có chút tiến bộ nào. Nếu như nặng hơn, vậy thì càng tệ. Phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đây là hiện tượng công phu đắc lực.
Nếu trí tuệ không tăng trưởng, phiền não ngày càng nặng hơn. Đây là hiện tượng đọa lạc. Chúng ta đọa lạc chính là đi vào ba đường ác. Bản thân phải tự hiểu, không cần hỏi người khác, người ta không biết. Nói gì cũng không đáng tin, cần hỏi bản thân. Trong tâm mình sáng suốt nhất, rõ ràng nhất, mình thăng hoa hay bị đọa lạc. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.